bài bớt ấy mẹ yêu, hạt bị bớt đầy mẹ yêu, hạt bị bớt mẹ yêu, hạt bị bớt đầy mẹ yêu. Chúc mẹ sinh nhật mẹ yêu. Mẹ hạnh phúc quá. Thôi con cho mẹ ăn gì vậy? Bánh kem. Là bánh kem ngọt. Bỏ vô dĩa chứ. Bỏ vô dĩa rồi đưa cho mẹ cái muỗng hoàng hoàng chứ. Rồi mời mẹ yêu đàng hoàng chứ. Cái lĩa cũng được. Mẹ ăn đây. Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu. Sinh nhật chứ. Sinh nhật mẹ yêu. Wow, bánh kem thì cũng làm ngon quá. Yeah. Mẹ rất là thích vị sô cô la luôn. Sô cô la. Có sô cô la nè. Có hình bông hoa nữa nè. Thôi, thuộc quân thương mẹ quá. Con sẽ mua quà gì cho mẹ thôi. À, em mua quà gì cho mẹ vậy? Không phải là gì mà mẹ ba tuổi rồi cũng sẽ cho bánh kem. Em chúc mừng sinh nhật mẹ yêu. À. Thôi, em sẽ để về cho mẹ nhiều bánh, cái bánh kem luôn. Vì sao vậy? Em hồi nãy em ở đó, em làm kem công chúa cho mẹ ăn. Là em mẹ thành là một Elsa. À Elsa, ok. Còn em là một công chúa. Công chúa gì vậy? Là công chúa thích ăn bánh công chúa. À vậy hả? Mẹ ơi, chuẩn bị ăn rồi. Mời mẹ ăn. Wow, rất là ngon luôn. Cảm ơn thầy Quân nhé. Còn đây là gì vậy con? Không phải, em có ấy là em ở đây em sẽ làm cái bánh kem á. Thì em sẽ ở đây làm cái bánh kem công chúa nè, Elsa, giống như Thục Quân. À vậy hả? Dạ. Rồi mẹ ăn đi, ngon lắm. Ngon quá. Mẹ cảm ơn Thục Quân nha, mẹ no quá đi. Chờ đó ăn bánh quy nha. Bánh quy nữa hả? Rồi ăn bánh kem xong rồi để đây. Rồi cho mẹ một cái bánh quy nè. Lật ngược lên với cái sô-cô-la được chứ. Wow, bánh quy của thầy Quân cho mẹ có rất là nhiều sô-cô-la ở trên luôn. Cái gì con? Còn dâu nữa kìa. À, dâu hả? À, ăn hết luôn. Để thầy Quân không, không mang là thầy Quân sẽ buồn. À, mẹ sẽ cố gắng ăn hết cho em vui nha. Dạ. Wow, rất là ngon. Sô cô la này nữa. À, hai trái rồi. Wow, mẹ ngon quá. Ai thuộc quân đã hết. Vui rồi, thuộc quân vui rồi. À vậy hả? Em vui nhiều hơn. Giờ tôi sẽ tới chúc mừng sinh nhật Elsa nha. Mẹ làm cái bánh kem cho Elsa đi. Đây, mẹ sẽ tạo bánh kem, bánh kem. Rồi bỏ công chúa lên. Có một cái bánh kem màu vàng hình Elsa luôn. Em không phải, em muốn màu dâu. Muốn màu dâu à? À ok. Có rất là nhiều dâu, có một cái dâu ở trên luôn kìa. Rất là đẹp luôn, rất là đẹp, rất là ngon, rất hấp dẫn luôn. Rồi mẹ mời cho Quân. Cảm ơn mẹ chứ. Cảm ơn mẹ. Mẹ gì? Rồi hai người đã nói rồi. Hai người vẫn đói bụng. Hai người muốn ăn biết rồi. Ăn sắp cắt thành trái tim. Súp hấp dẫn rồi hấp dẫn. Tôi sẽ không được bắt nặng ai nữa không.
không phải Thục Liên chú bò khi nhặt cái bánh kem đó. Bị gì vậy? Đây. Wow, mày bất ngờ quá. Mày cảm ơn Thục Liên nha. Mày thích vị chua cơ la hay vị dâu? Mày thích cả hai vị luôn. Chị cho mẹ hết luôn nha. Xong. Mẹ thích salad nữa Thục Uông không? Ok. Thục Uông làm cho mẹ một cái hamburger đi nè. Hamburger hả? À? Ok. Bánh gì đâu? Không có bánh mì thôi. Còn một cái nữa đâu? Không. À, biết rồi. Em đi tìm đi. Chị nói rồi thì sẽ làm bỏ thịt bò lên nè, bỏ salad đâu, salad à, đang điện cho em.